Cả nhà ơi, hôm nay Hương Vị Quê shop lên rất là nhiều các cái loại bánh bía và bánh in từ lò bánh công lập thành của Sóc Trăng ha. Thì đây là một trong những cái lò bánh rất là nổi tiếng từ Vũng Thơm Sóc Trăng luôn. Thì cả nhà mình xem đây là cái thùng hàng mà shop vừa mới lên hàng sáng nay nè. Có rất là nhiều bánh bía và bánh in từ lò bánh công lập thành luôn. Thì cái loại bánh đầu tiên mà shop giới thiệu là bánh khoai môn sầu riêng. Thì cả nhà mình thấy một cái cây như vậy nè, là có bốn cái bên trong cả nhà. Thì cái loại bánh thứ hai á, là bánh bía đậu xanh sầu riêng trứng. Thì shop có hai loại, là một cái loại là bánh bía đậu xanh sầu riêng một trứng, có nghĩa là một cái là mình sẽ có một trứng cả nhà. Một cái cây như vậy là bốn cái nè. Và shop có cái loại bánh bía đậu xanh sầu riêng hai trứng. Thì cả nhà mình xem là cái màu của nó là cái màu xanh như vậy nè, và ở trên cái cây bánh là có ghi chữ hai trứng nè cả nhà ha. Thì một cái cây như vậy là bốn cái, và mỗi cái là sẽ có hai cái trứng muối bên trong. Đây cả nhà mình thấy là đóng bao bì rất là đẹp luôn nè. Thì ngoài ra thì shop cũng có lên thêm là bánh in. Thì cả nhà mình thấy là đây là một cái cây bánh in trắng của lò bánh công lập thành nè. Thì một cái cây như vậy là bốn cái cả nhà, và cái trọng lượng nó là 500g nè. Thì ngoài ra shop cũng có lên là cái loại bánh in vàng. Thì cả nhà mình thấy đây là cái bánh in vàng của công lập thành nè. Đó, thì cái cây như vậy là bốn cái cả nhà, và cũng là trọng lượng 500g luôn. Cả nhà thấy là cái màu rất là đẹp nè ha. Thì shop cũng có lên bánh in nhân đậu xanh dứa. Thì cả nhà mình xem đây là cái cây bánh in nhân đậu xanh dứa từ lò bánh công lập thành của Vũng Thơm Sóc Trăng nè. Đó, thì cái màu dứa và ở ngoài thì có cái màu bánh in rất là đẹp luôn. Thì shop cũng có lên là bánh in nhân đậu xanh sầu riêng. Thì cả nhà mình xem đây là cái loại bánh in nhân đậu xanh sầu riêng mà shop vừa mới lên hàng sáng nay luôn nè cả nhà. Một cái cây như vậy là có bốn cái nè, đó, và có cái túi hút chống túi hút ẩm ở bên trong luôn nè ha. Thì đây rất là đẹp luôn. Thì nếu mà khách nào mà thích sử dụng cái loại bánh bía lớn á, thì hiện giờ thì shop có rất là nhiều cái loại bánh bía lớn hay gọi là bánh bía cái á. Thì đối với cái loại bánh bía cái này thì shop có cái loại hai trứng, bốn trứng, tám trứng đó. Thì cả nhà mình xem đây là một cái cây bánh mà có hai trứng bên trong nè, thì là một cái lớn như vậy nè, là trọng lượng nó là 500g, và cái bánh như vậy là có hai trứng muối ở bên trong nha. Đây đây, cái nhà mình thấy đóng trong một cái hộp như vậy thì mình rất là dễ bảo quản và vận chuyển luôn. Thì hiện giờ thì shop đang bán rất là nhiều các cái loại bánh bía và bánh in từ các cái thương hiệu nổi tiếng ở Vũng Thơm Sóc Trăng. Thì shop rất là mong nhận được đơn hàng của cái nhà mình về các cái loại bánh bía và bánh in của Sóc Trăng ha. Cảm ơn cả nhà.